Thưa quý vị khán giả của Việt Weekly TV, hôm nay chúng tôi có mặt tại Hậu Giang thăm thú đời sống của những người dân ở đây sau rất nhiều những cái sự cố gắng để mà tìm hiểu những cái mảng đời sống khác nhau. Buổi chiều hôm nay lại được hân hạnh đến nhà riêng của nghệ sĩ Lê Thanh Quý, ông ở khu vực 8, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Đây là một nghệ sĩ rất đặc biệt về đơn ca tài tử. Nói đến cái khu vực này thì hầu như ai cũng biết đến ông, và chúng tôi trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu rất nhiều về cái nghệ thuật đơn ca như thế nào. Xin chào nghệ sĩ ạ. Dạ. Xin được phép thân mật được gọi ông bằng chú. Dạ. Thưa chào chú Quý, xin cho chúng cháu được biết là cái đối với nhiều người ở xa không biết về cái nghệ thuật đờn ca tài tử là như thế nào, xin chú có thể đôi lời giải thích cho mọi người được biết. Dạ. Thì cũng chung chân thành cũng nói rõ là cái bản sắc mà văn hóa mà đờn ca tài tử Nam Bộ thì là nó đã ăn sâu vào của tư tưởng của dân tộc thì nó cuối thế kỷ 19. Mà khi mà dòng nhạc cái thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19 nó có là nó bắt nguồn từ cái nhạc lễ, thấy không? Từ nhạc lễ, từ cái nhã nhạc cung đình Huế, cố đô Huế ấy. Rồi cái dòng nhạc nó mới đi về miền Nam Bộ này, rồi từ đó phổ biến phát triển ra. Trở thành là nhạc tài tử, tài tử Nam Bộ. Vậy thì cái đờn ca tài tử mang cái tính mà Nam Bộ đặc trưng, miền sông nước á, thì có những cái điểm gì nó phát triển từ cái sự du nhập từ cái đờn ca từ phía Huế vậy? Cái vấn đề đó là nếu là cái phân khu vực cái ha, thì mình là Bắc Trung Nam. Thì cái nhạc lễ và cái nhã nhạc cung đình Huế là cái đặc trưng của vùng đó. Vâng. Vùng hai thì khi mà đưa ví dụ chẳng hạn như một cái bài cũng nhạc vậy nhưng mà về miền Nam Bộ mình tự nhiên nó chuyển thể liền. Nó chuyển theo phong cách và theo cái sắc thái, theo cái tư tưởng của cái dân tộc của cái vùng đó, ý nó vậy đó. Còn là mới phát triển ra là mới trở thành. Còn cái nhạc cải lương với lại đờn ca tài tử có cái sự liên hoàn gắn bó hay là khác nhau gì thế nào? Thì cũng từ đấy mà nó phát triển lên. Còn nếu nhạc cải lương thì là phải nói từ bài ca giọng cổ của ông Cao Văn Lầu, xuất xứ Bạc Liêu, chỉ một bài ca dạ cổ Hoài Lan đó là trở thành là cải lương. Vâng. Thì bây giờ chúng ta đi vào đôi chút cái đời sống cá nhân của gia đình chú và cái truyền thống ca hát ở gia đình mình. Thì chú có thể biết là hoàn cảnh nào mà chú lại đi vào trong cái nghiệp hát ca, đơn ca tài tử? Nếu hoàn cảnh mà trong cuộc đời của chú mà nếu mà kể ra rồi 10 ngày chưa hết. Dạ. Nhưng mình vắn tắt thôi. Dạ. Vắn tắt mà cho nó gọn thì như là chú xuất thân không phải cái người là miền Trung, miền gọi là thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thì ông già cái lúc là cũng lúc tôi còn nhỏ khoảng 9-10 tuổi đó. Thì khi mà ông già ông làm công chuyện ban ngày đó, công chuyện ông tráng bánh cán rồi ông tráng đó, rồi chiều sao ông biết đợi hồi nào mình cũng biết, tại nhỏ cũng hỏi làm gì, ông đờn cái độc quyền mà một cần độc quyền á. Rồi lúc ông đờn những cái điệu lạc nô hồi đó rồi ông cũng có đờn mà giọng cổ hay là bật chỉ đờn vậy thôi à. Nhưng mà tôi là khi mỗi lần đờn là tôi ngồi tôi nghe bài. Tôi nghe Thiệu Nguyên là nghe riết là nó gì. Năm đó chú bao nhiêu tuổi ạ? Lúc đó 9-10 tuổi à. 9-10 tuổi. 9-10 tuổi. Rồi khi mà mình lúc đó tư tưởng thì mình tại mê chứ không nhớ gì lắm đâu. Mà khi mà nhớ được là mình cỡ 12-13 tuổi. Tôi xác định nhớ. Nó nhớ cái trí mình nó nhớ được. Thì khi mà lúc đó thì ông cũng ở nhà ông cũng đơn lại thì cái bà rồi khi mà ở 12-13 tuổi mình biết lớn rồi thì ông buông đờn đờn cái rồi tôi lộn liền dòm cách thức đờn kéo cái giọng
đơn ra khoảng 70-80% rồi, ông cười mỉm vậy chứ ông nói gì, cũng khoái vậy sao? Rồi sau đó ông cho đi học, cách năm sau là lúc đó tôi học mới lớp 4 trường làng, 4/12, lớp 5, 4, lớp 3, lớp nhì, lớp nhì mới lớp nhất rồi đó. Nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình cũng nghèo, với là ổng con cũng đông, sanh con phải về giữ em đó. Mình người ba phải giữ em nhỏ xíu, em út rồi cho ai học thì những người thầy đó thì cũng ở trong xóm trong xã mình, cái người thầy đó mình cũng may mắn là ổng cũng đã xâm nhập vào thành phố Sài Gòn hồi đó đó. Về miền Nam thì cũng có những người thầy ở miền Nam á dạy cho ổng căn bản. Rồi ông về thì ông thầy của tôi là ông là, hồi đó là ông tên là Nguyễn Như Đăng. Ông là cũng là hiệu trưởng rồi nha. Ông có giáo sư đó cả. Dạy tiếng Hoa trường Tàu. Học là cái tiếng kiển mau lắm. Thì năm 13 tuổi học và tới 17 tuổi là đã giác cái đờn này để sống bằng cái đờn rồi. Thì là cũng tốt rồi, thì cũng thành công rồi. Nhưng mà học như vậy thì có qua cái bài bản có. Rồi có ghi chép rồi hay lý thuyết rồi cho tới thực hành như thế nào? Thí dụ như khi ông thầy ông dạy mình á, nhưng mà trước khi học đó là ông học cái đường cò trước, học cái đường nhị đó. Là bởi vì ông già tôi là có một ông thầy cũng sớm đó, ông cũng đi thường đi đờn mà những cái đám cái hội đình chùa rồi miếu rồi đó, cúng tế thần rồi đó. Mở lần ông già cái là được miếng theo hồi xưa nha, mà theo mà máng sách là thấy danh dự lắm. Miếng thịt làng hơn sàn thịt chợ vậy đó, đâu đó. Thứ nhất thì ông già nó cho nó học đời mai mốt nó thằng trên ngồi trước. Thằng trên ngồi trước đó. Đó ông cho. Học thì khi mà ông thầy ông dạy thì ông viết một bài Kim Tiền Quế trước. Kim Tiền Quế thì cái sướng âm, ông sướng âm trước. U sáng liêu, u liêu xề, còng liêu. Thấy không? Cũng sướng âm trước, mình nghe cái âm, cũng viết chữ đờn này. Viết chữ đờn trong cái quyển tập đó. U sáng liêu, u liêu xề, còng liêu. Là cũng viết trong quyển tập đó rồi. Cũng dẫn cái đường cò, đường dậy, dẫn u sáng liêu, cũng lấy dây cho mình nghe đó. Rồi dựa theo cái cơ sở, cái lý thuyết đó. Dựa sướng âm trước, phải sướng âm trước. Sướng âm bằng cái giọng đàn, rồi lấy dây đàn đúng. Sướng âm theo cái giọng bấm cái ngón nào nó nằm chỗ nào thì nhớ. Vậy thì từ giờ mình biết cái chữ đó nằm ở trong cái cầm đờn ở chỗ đó. Cái vị trí là học tiếng mình có điệu, có nhạc lý, nhạc lý sướng âm. Nhưng mà bên cổ nhạc thì không phải xuân phe tổng phổ như cái ma rem của nhạc kia, không phải mấy dòng nhạc viết bằng chữ đó. Mà khi cái nhịp đó là với tính phách 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 theo đó, theo bước đi cái thời gian tích tắc đồng hồ. Ví dụ u sáng liêu 1, 2, 3, 4 u liêu xè liêu nào đây nè. Dẫn từ đó thì trong đó khi mà u sáng liêu là gạch đích đó là nhịp rồi đó. Hay là u sáng liêu, u liêu xè cộng liêu, u liêu xè phải cộng liêu gạch. Cho biết cái nhịp phải nhịp trái phát mạnh phát nhẹ đó. Cái dẫn thế đó là căn bản đó. Chứ không có nên trọng phổ mà như dòng nhạc ấy, dấu trắng dấu đen không có. Mình cổ nhạc mình là học như vậy đó. Tức là 17 tuổi là chú đã nhuần nhuyễn tất cả những các điệu, cũng không nhuần nhuyễn, cũng vẫn biết chơi nổi, chơi là thấy có thể là đạt được, cũng cỡ được đạt nổi tiếng rồi đó. Chứ mình cũng chưa đạt, mình không hiểu đạt mức nào, nhưng mà đã đồn đại. Chơi xung quanh quyển đó đồ. Nhưng mà thanh niên lúc đó có nhiều người đi theo cái nghệ thuật hay không, hay là rất ít nè, sao? Có, ghiền lắm, mê lắm. Đi là bây giờ có nhiều khi là đi ra đường không có một túi, một cái bạc túi, nhưng mà hút thuốc là anh em ta được mình hút. Ăn mặc cũng rất sang trọng. Mà hồi trong túi không có tiền. Nhưng mà tại cái phong cách của cái người tài tử, nghệ sĩ là vậy đó. Trong túi không tiền, nhưng mà bạn bè thương rồi tôi hút. 4-5 anh em cũng biết ca đơn. Hết chỗ này mời, nó họ mời vợ. Tức là chú là đờn, rồi còn cái giọng hát thì thế nào? Giọng hát thì một anh em khác, mấy anh em khác phối hợp đi với mình. Đi chơi gọi là đi chơi, cũng là giúp vui, góp vui cho người ta. Tại khoái, chứ không cần gì đồng tiền vậy. Lại ví dụ nhiều khi ta mời lại 5-7 bữa rồi, ở lại chơi đờn ca cho người ta nghe, ta bao ăn và uống luôn.
nó vậy đó. Cho nên nó mê, là mê chỗ đó đó, mê cái chỗ mà tức là từ năm 17 tuổi là tuổi là chú đã là có vang tiếng rồi. À, vang tiếng thì lúc đó cái không khí là nghệ thuật đơn ca tài tử đó là đang rất được mọi người yêu thương, yêu quý phải không ạ? Rất là thịnh hành đó. Dạ. Vậy thì chú kể những cái gọi là giai thoại nào mà chú được khán giả rồi tất cả mọi người yêu mến như thế nào khi mà cái đơn tiếng đơn của chú được vang lên? Cái giai thoại là ví dụ cái năng khiếu của mình là bẩm sinh, thấy không? Rồi mình có cố gắng mình tập dệt thì nó nổi tiếng lên, nhưng mà người ta yêu quý mình phục vụ không có đặt thành vấn đề, người ta thích mình lại đó, chỗ đó là cái chỗ tức là không có đặt vấn đề tiền bạc, không không cần, người ta em ta mời lại để mình đờn ra chơi trong gia đình ta, ta đại thọ tất cả. Cho nên là vậy. Rồi khi mà hát như vậy là mình phải có một nhóm là chú đờn, phải có người hát đúng rồi, vân vân. Đó, yeah. Có nam nữ ca chung hay là trích đoạn giữa tuồng hay là gì đó. Rồi đi tới cái giai đoạn mà làm sao mà chú có thể thu phục được rất nhiều, chắc là nhiều người ngưỡng mộ, thế nào nhất là các cô mà nghe đờn hay thì chắc là phải ngưỡng mộ lắm. Cái thu phục đó là phải, nếu mà đi lẻ thì không thu phục được, mà phải đi gọi là quy mô hơn, mình về đoàn. Về đoàn khi mà con cháu của diễn viên đó mới thấy mình có khả năng cho và dạy. Cái đó là mình vừa thu phục được thương, người ta thương, mà vừa phát triển được cái phong trào lên. Con cháu xây dựng cái phong trào luôn. Khi mà cái người diễn viên là phải cần một cái nhạc sĩ, nhạc sư thôi mới hướng dẫn ca theo được. Chứ còn không tự nhiên là ca không được. Phải có một người đờn, một thầy dạy. Như vậy là chú cũng sẽ hướng dẫn một người ca sĩ hay là nhiều rất sĩ. Nhiều đoàn, nhiều người, ví dụ như ca sĩ nổi danh, ví dụ như là Lệ Thủy đi, thì con hay là hoặc là cháu của Lệ Thủy là được 2, mà trong đoàn là 5 người thì được 10 cháu. Và trong đoàn 20 người mà thích mà muốn cho con cháu theo nối nghiệp cha mẹ thì đương nhiên cũng phải gửi lắm. Trong thì một lớp dạy ít lắm 15 người. Thì cũng có 6-7 nam rồi 5-6 nữ gì đó. Theo cái sự hướng dẫn của chú thì có nghệ sĩ nào mà thành danh hoặc là đi theo cái nghiệp này một cách lâu dài? Thành danh thì vẫn có, nếu là kể ra thì Lệ Thanh nè, Minh Phụng hồi đó vừa mới lên, Minh Phụng cũng nổi tiếng, Minh Phụng cũng chung ai, nhưng mà Minh Phụng lúc đó Minh Phụng Minh Vương á, đúng, yeah. Minh Phụng thì lúc đó đưa tuồng gió giao mùa vậy này, cái chỗ mà tuồng kiếm sĩ người dơi, thì thay Phụng Hoàng một lớp là 12 câu, 1-12 thì ông soạn giả đưa tắt ngang từ câu 9-12 mất luôn, Minh Phụng ca chưa có ca được chỗ đó, lên tôi dạy chỉ riêng, dợt riêng, phải nhờ người đơn dợt riêng chứ. Như vậy là tiếng đờn với lại giọng ca nó phải ăn ý với nhau. Thì đã người đờn là người ta nó hướng dẫn ra thì đương nhiên là phải ăn khớp vô bản đờn à. Chứ không có lệch nổi. Rồi người ta nói là cái tiếng đờn nó phải có tình cảm, nó phải có linh hồn, nó phải có cái sự huyền chuyển gì đó, nó khác với người này người kia, cái điều đó. Cái đó là nó qua một quá trình, rất là quá trình gọi là khổ sở trong nghề. Càng đau buồn, càng gọi là tuyệt tình, tình người lụy gì tình là tự nhiên cái tư tưởng mình xuất phát từ đó, đưa cảm giác đưa vô trong ngọn đời đó là nó sẽ trung hồn nha. Hay là mình thương nước yêu dân thì mình đờn ra cái hồn nước liền. Cái tư tưởng nó xuất phát ra cảm giác mình, nó hành ra cái hành động, nhưng mà nó dài, nó lâu ngày vậy đó, không làm tập luyện lâu ngày nó sẽ đưa ra, nó giống như một cái chiêu pháp thuật. Như vậy chú thì chú tự nghĩ là mình thuộc cái dạng là lụy tình, yêu tình hay là yêu nước? Không, nhưng mà thực tình là mình đã như vậy cho nên mình đờn mới hay. Dạ. Tức là bài nào là mình sẽ thể hiện cái lột cái tảng tinh thần đó ngay. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Bạn nào mình thích á, và đương nhiên là trong quá trình mà cuộc đời của mình gia chạm nó đầy dẫy như vậy á, là nó sẽ hấp thụ được lại. Bây giờ mình đi tới cái giai đoạn là làm sao mà chú gặp được cô, tức là cái người cũng là một nghệ sĩ, phải không ạ? Cho mình biết như thế. Đó, cái chỗ, duyên là như thế nào? Chỗ đó mà học mua cho tụi ra nghe. Là như thế này, thì đờn với hát như răng với môi, như cá với nước, đúng không? Dạ. Thì mình đi đòn, thì bà ta thì thấy mình đờn thì nghe được hay là thích sao đó. Rồi mình thấy bác cả nghe tốt rồi tự nhiên tình cảm từ đó nó cảm đưa ra.
lên duyên. Thường thường bắt đầu hay được cỡ 3, 4 năm, 6, 7 năm thì mới hay. Chứ mà khi mà sâu sắc cỡ trên 10 năm nó sắp sắp. Đó là chỉ mới một cây nha, còn nhiều cây nó mất thời gian nữa. Một cây phải mất 5 năm, mà nếu mà biết được 5 cây thì là mất 25 năm trời để đưa điện đó. Trong quá trình đó. Chú kết hôn với cô năm chú bao nhiêu tuổi? Tới lúc đó thì cũng lúc có thời gian thì cũng khoảng 6-7 rồi 8 nhé. 6-7 rồi 8 nhé. 19 20 rồi, khoảng 20 mấy rồi. Vậy là khi cuộc đời mà độc thân mà tài hoa đơn ca đại tử cũng hơi ngắn đúng không ạ? Từ đâu 17 tới 19 là đã chấm dứt rồi. Không, không, cũng vẫn còn tiếp tục đi với đoàn hát. Vẫn đoàn hát. Vẫn hành nghề. Nhưng mà có gia đình. À, đi đi là vợ hát mình. Tức là khi mình đoàn hát là các cô ngưỡng mộ là mình cũng không để mà thay đổi được nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Thì không phải thay đổi, nhưng mà nó hợp được xong mình cùng chung sống để mình xây dựng cái nghệ thuật mình lên. Thứ nhất, thứ hai là mình biết trước cái hoàn cảnh là nay hát 2-3 ngày mình đi. Mà mình đi mình dòm thấy hình ảnh mà ôm con mà nhiều nhóc thì thấy là nó không có gì mà vẽ quảng cáo chứ không một mặt, cho nên phải hạn chế, phải có kế hoạch ngay từ lúc đó, hạn chế không có sinh lẻ, không có từ năm 68 hạn chế, cho nên con gái bây giờ nó mới 30 là bị hạn chế hoài để cho rút vào cái thanh xuân chứ cái ôm đi theo cho bị mình đi hai bữa đi mà chỗ này chỗ kia vất vả phải như này nó mất cái mặt quảng cáo. Trong khi đó là cô vẫn hát. Vẫn hát. Mình có kế hoạch ngay từ lúc đó. Hạn chế không có con. Chứ có con ra thì nó khổ đeo thất bại. Khi mà chú quyết định là có con thì lúc nào là chú chuyển biến cái suy nghĩ chú để có con? Thì khi thì bởi vì đó thì tới lúc sau này nè. Sau này mình thấy mà mỗi ngày mình càng lớn ha, lớn và thì lúc đi thì chỉ biết là bầu lo cho mình rồi mình đi thì bản thân mình nó cũng không có lo nhàn lắm, nhưng mà lâu lâu chiều qua tối nhiều khi mà những cái đêm bữa mà hát đoàn không hát mình nghĩ về tương lai, biết về thì đi mai mốt người lớn mình về nhà rồi biết chỗ nào trụ đây sao tương lai mình đi theo đàn là cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác. Đúng. Đi hết chỗ này khác 5-7 tháng đi đoàn này rồi rồi có sang đoàn khác. Đoàn ta thiếu ta phải hợp đồng mình, hợp đồng phải nhảy lương cao. Hợp đồng thì đương nhiên nhảy lên gấp rưỡi gấp đôi. Rồi bây giờ là có con, có đi rồi bỏ rồi này. Giờ lại bây giờ có cháu, và cháu là cũng theo cái nghiệp, chú nghĩ là sẽ theo cái nghiệp. Khi có con á, có con thì cũng vẫn còn đi với đoàn. Đi với đoàn khi cháu nó 7-8 tuổi, mình thấy cũng thấy khó khăn. Có ý định muốn chuyển hướng, muốn dừng lại rồi. Dừng lại tức là không hát nữa hay là dừng lại là có lẽ mình ý muốn chuyển nghề nhưng mà chuyển không được chuyển không được, cái nghề nó ăn sâu với mình cũng đam mê đó. Cũng phải bám cái nghề. Bây giờ thì là chú là năm nay 64 là cái tuổi cũng đã lớn tuổi nhưng mà chú nhìn lại thì chú thấy cái nghệ thuật đơn ca tài tử hay là cái nghệ thuật mà trình diễn như vậy, cái điều mà tâm đắc của chú là cái tâm đắc của chú á, cái gì cũng bằng cái tâm hồn mình mê thích, không có thể bỏ được, đó là cái tâm đắc nhất của chú. Đam mê là không? Đam mê là, cho nên ví dụ như nếu mình làm, mình đam mê hoài mà suốt hơn nửa cuộc đời rồi cái mình dừng lại mình làm ăn thua ta, người ta đi làm kinh tế mình làm cái kiểu đó sao thấy tương lai nó bị mất hết, quãng cuộc đời của mình nó mất hết chứ. Có nhiều người thì do là làm những cái công việc khác thành công hơn, giàu có hơn, hay là để lại cho đời nhiều cái dấu ấn khác hơn. Chú là một nghệ sĩ, chú là người nó là có cái đam mê như vậy, cái điều mà chú mong muốn truyền đạt lại cho đời sống này, cái kinh nghiệm gì mà chú cho là đáng giá? Được mọi người thương, nghe mọi người thương và đồng phải nể, thương mình nhưng phải nể mình. Cái đó là cái bản chất, cái tư tưởng của chú Chính như vậy. Chứ không phải là thương mà nể nhưng phải thương.
là chú muốn làm được chuyện gì. Như là chú chính đầu câu chuyện chú nói là ngay từ trẻ chú đã không màng cái vấn đề danh lợi, quyền lợi, gia đình muốn bỏ đi mình đi xuống xã hội dạy cho mình học, là thầy dạy, nhưng mà ra ngoài đời là bạn bè dạy. Đi đồng hát là có ông bầu đi cũng tốt, là giữa cứ đồng hát thôi, vô tư. Vô tư thì hiện nay là chú có những cái người đồng môn hay là có những người bạn nào cùng thời xưa, thời 17, 19 giờ này họ có còn theo nghề hay là có còn còn như không? Mỗi đâu ở ngã nhiều chú còn nhiều cũng tăng đạt. Bây giờ phút này thì như là đơn ca tài tử nó cũng trở thành một cái nghệ thuật mà gần như là một cái huyền thoại, nhưng mà để phát triển lên thì có rất nhiều những cái bộ môn nghệ thuật âm nhạc khác nó cũng xâm lấn vào trong cái nghệ thuật này. Gần như là nghệ thuật có nơ có ngủ bị lai 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 thay đổi đi không ạ? Lai lai thấy cái sự lai tiến tiến là sẽ lai, thấy cái sự lai đó là tốt hay không? Tốt chứ. Lai tốt, nó phong phú, rất là phong phú, nhưng mà cái chất cổ nhạc nó vẫn là cổ nhạc. Ví dụ như cái bài dạo cổ đang nó phát triển như thế này, ví dụ nè, từ phú tứ cái lúc đó cái nhịp hai ví dụ như thêm văn vô nè. Ví dụ anh nói thằng lao chơi nha, bà này từ còn ông kia là phụ tướng, nó giống từ phụ tướng không, nhưng thấy nó phát triển ra cái nó lơ đã không, nên nó là dài hơn, đó là thành nhịp tư. Rồi phát triển nếu mà văn vô nhiều thành nhịp tám, cái hồi đó là nhịp hai, bây giờ cái nhịp nó tới 32, gần 64 rồi. Nó phát triển trong quá trình phát triển đó, cái sự phong phú đó là những cái tinh hoa của cái đặc trưng của cái người dân tộc của Nam Bộ, người dân tộc của mình phát triển là nó quy luật tự nhiên mà. Và ai là cái người giúp cho cái sự phát triển đó? Đó là những nghệ sĩ chơi hay là có những cái sự đột biến nào không? Nó là cũng từ trong quá trình, từ quá trình rất là nhiều năm, từ cuối thế kỷ thứ 19 là từ phụ tướng, mà bây giờ nè ông kia là ông từ, còn bà này bà ở tướng, ví dụ vậy đó, thấy không, nó giãn ra nhưng cũng vẫn được từ và tướng thôi. Ý con hiểu không? Đó mình nếu phát triển dài thì nó không vậy, bởi vậy nó phát triển dài cho nên nó thành 32, 64 rồi, có dịp 2, dịp 4, dịp 8, 16, dịp 32, có phát triển từng thời kỳ. Cái thời chú chính chơi hồi trẻ là đánh cái đờn là không có điện không ạ? Đúng rồi, đờn thông. Đờn thông. Đờn thông. Bây giờ là đờn âm đi rồi đó, không có đâu. Cái nghệ thuật nó hỗ trương tương. Đúng, nào? Cái âm sắc nó hỗ trợ cho mình, đờn mình rất phong phú đó. Dạ. Nhưng mà chú nghĩ là hồi xưa cái sự mộc mạc đó với cái sự rất là hiện đại bây giờ thì cái nào nó hay hơn hay là cái nào nó đáng giá hơn? Nếu cái đánh giá cái căn bản cái gốc nó vẫn đánh giá chứ. Cái đơn thùng nhá, nếu đơn nguội cái đơn thùng mà ca không và cái đàn này không có đường vô máy móc thì nó rất là thực chất, rất giá trị. Còn ví dụ hiện đại cái gì mình chơi vậy là bị học là hậu liền. Nhưng cái giá trị là cái chỗ đó, nó thực chất lắm. Chứ mà đưa máy nó tiếng là đợt nâng lên xe tiếng đâu tiếng ba năm nó ngoan, nhưng mà nó mất, nó mất cái tiếng đợt gỗ. Rồi bây giờ tới cái phần này là tôi còn muốn chú giới thiệu cho một bài cái nhạc cụ và chú giải thích đôi điều để cho những người mà chưa từng biết luôn, rồi sau đó là mình sẽ nghe chú hát và giờ bài một bài cái nhạc cụ mà chúng con chưa được nhìn thấy, cũng chưa được thấy cái tiếng của nó thế nào. Dạ, xin phép chú. Sẽ giới thiệu với chúng ta một vài cái nhạc cụ có tính cách truyền thống. Truyền thống là về Việt Nam này, và đồng thời và cái miền Trung nằm cái vùng đồng bằng Nam Bộ, cái vùng Nam Bộ này, không? Là mới chuyển qua. Chứ cái xuất xứ cái đàn này nó là hát dân Hải Uy. Nó là bán đảo gì Hawaii. Xuất xứ thì chơi toàn ca nhạc á. Hình như đó là bán đảo đó, lấy những cái người mà nhạc sĩ người ta, cái tâm hồn đó từ tiếng gió. Tiếng gió như dương cho nên nó đưa ra đây. Đợi tiếng gió.
cho nên người ta mới có ý tưởng, không có sáng chế cái đời người ta. Theo là chú Chính nghĩ như vậy, nhưng mà chắc không có sai đâu. Đó, cho nên là tiếng gió nhiều hơn là dược ấm đảo à, đúng không? Đó, nhưng mà cái nó là hấp dẫn là đảo này rồi. Đó, nhưng bắt đầu về Việt Nam này, rồi anh mua về bản thân nó cũng vẫn là căn nhà. Là thứ nếu mà trưởng mình